Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn phân biệt được hai cái cần số nào là cần số ring và cần số nào là cần số lô nha. Thì nếu mà nhìn các bạn nhìn bề ngoài các bạn thấy hai cần số này rất giống nhau. Nếu mà các bạn nhìn không quen thì các bạn thấy nó khá là giống nhau nha. Gần như đây. Các bạn thấy cái bề mặt răng ở trên. Trên đây. Cái chi tiết hàn bề mặt răng ở dưới. Nó khá là giống. Vậy thì làm sao để phân biệt được cái nào ring cái nào lô? Thì các bạn lưu ý một điều là đối với cái đồ lô thì lúc nào nó cũng đẹp, rất đẹp. Còn cái đồ ring thì không phải là hàng khui bọc ra mà hàng tháo xe. Vì thế thứ nhất là nó phải dơ là một. Cái thứ hai là lâu ngày rồi thì cái inox này nó sẽ bị bào mòn, nó bị oxy hóa, thì mình sẽ có những cái chấm li ti rổ, nó không có láng giống như đồ mới. Bây giờ đặc điểm phân biệt chi tiết để các bạn phân biệt được đồ ring hello ha. Thứ nhất, các bạn thấy cái miếng, cái mặt, cái này là cái ring ha, này là cái lô. Cái mặt của cái ring này nó nhỏ hơn với cái lô. Cái chất liệu là mình nhìn vô là biết khác rồi. Cái thứ hai là cái này nè, nó xinh tinh xảo hơn nhiều nha. Cái cục này nó tinh xảo hơn nhiều. Rồi cái mối hàn của cái thằng ring á thì nó dày hơn, khá là dày. Còn mối hàn lô là nó được mỏng đó. Rồi cái bề mặt bên trong thì các bạn thấy là cái thằng ring á nó có khoét sâu xuống một đường, còn thằng lô thì nó thẳng luôn, láng luôn này. Các bạn thấy nó láng luôn, còn đồ riêng của nó thì nó sẽ bị nét sâu vô đó. Và chúng ta có cái chữ, và ở dưới cái riêng thì nó có cái chữ. Các bạn thấy ở đây có cái dòng chữ đó, còn ở đây thì nó không có chữ. Đó là về cơ bản. Thứ nhất là nó có đường khoét, cái thứ hai nó có chữ, cái thứ ba đồ riêng nó sẽ nhìn cũ hơn, nó không có đẹp giống như thằng mới đó. Và cái chân của mình thì nó nhỏ hơn cái thằng mới nó bự hơn. Và đương nhiên cái chất liệu thì nó phải tốt hơn, còn đây là thằng xi sắt xi lại đó. Thì đây là cách để phân các bạn phân biệt hai cái chân nào là chân ring, cần số ring, cái nào là cần số lô. Cảm ơn các bạn. Mình là Ken, mình chuyên sơn sửa tân trang các loại xe cấp và Charlie ha. Mình chỉ chuyên các dòng xe cấp và Charlie, và cũng chuyên bán phụ tùng xe cấp và Charlie các loại, các đời xe cấp. Nếu các bạn có nhu cầu mua phụ tùng xe cấp có thể liên hệ với mình. Có nhu cầu sửa lại chiếc xe cấp của mình hoặc là dọn lại theo một cái phong cách mới cũng có thể liên hệ với mình. Rồi tất cả mọi nhu cầu liên quan tới xe cấp và Charlie các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0982116306, hoặc có thể qua địa chỉ 5-6 đường số 10, khu phố 2, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Và đầu đường của cái con hẻm đường số 10 nó là 208 quốc lộ 13 Bình Triệu, nó ngay sau lưng siêu thị Cốt Mắc Bình Triệu. Hoặc các bạn có thể lên Google search siêu thị Cốt Mắc Bình Triệu, hoặc bạn qua đó alo cho mình dẫn bạn vô. Và lưu ý là trước khi các bạn qua, các bạn nên gọi trước cho mình, tại vì mình hay đi ra ngoài giao đồ, giao xe, rồi đi lấy xe chẳng hạn, rất nhiều thứ. Thì bạn nào trước khi qua gặp mình trao đổi sửa xe hay là tăng trang xe hay mua xe hay mua phụ tùng thì các bạn nên gọi trước cho mình nha, 0982116306. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn phân biệt được cái chụp đèn lái 86 70 Vinh và Lô. Thì đây là cái chụp đèn lái 81 86 70. Dạ không ạ. Chụp đèn lái 81 70 90, 81 86 ha. Rất khá là giống với cái chụp của CD nha. Bên tay mình, tay phải mình đang là cái chụp ring, bên tay trái mình là cái chụp lô. Đối với cái chụp 50 thì nó như vậy nè các bạn. Đây là chụp 50 ha, xe 50, 81 86 50. Còn 70 90 nó xài cái chụp này. Rồi thì khi các bạn mua cái chụp này, các bạn sẽ phân biệt 50 và 70 nha. Rồi mình sẽ khui đây.
viên. Để phân biệt được hai cái chập viên lô thì các bạn nhìn vào, nếu mà đầu tiên các bạn nhìn vào chất lượng, các bạn sẽ thấy chất lượng của cái này nó nặng hơn, nếu mà căng ký thì nó nặng hơn, nó chắc chắn hơn, nó dày hơn ha. Rồi ở phía trước thì khá là khó phân biệt, nhưng mà đối với đồ chi thì các bạn nhìn vô trên đây nó sẽ có chữ già bằng ha, có chữ già bằng ở đây, và trên đây nó cũng có chữ già bằng G A B phở A N. Còn đối với hàng lô thì nó có chữ HK hoặc là Việt Nam, HK là Quê Kỳ Hồng Kông. Ở dưới nó có chữ O A bằng nhé. Còn hàng của mình là già bằng. Thì đối với cái chập 70 với 90 này thì chúng ta sẽ có dùng chung được các cái đời như là xe Charlie nè, rồi xe D nè, 81, 86, 70 với 90 nè. Đó, thì tất cả những cái dòng đó nó đều dùng chung cái chụp này hết. Và đây là cái chụp ring bên mình đó, các bạn thấy nó rất là đẹp nha các bạn, không có bị chày xước, hầu như là không có bị chày xước, nó chỉ có cũ theo thời gian thôi. Đó, bên trong rất là đẹp, rất là mới. Thì cái khi các bạn đến với cái shop phụ tùng ring xe cấp của mình thì các bạn sẽ yên tâm về chất lượng bên mình bán, vì chất lượng sản phẩm là ok đó, giá cạnh tranh cho tất cả mọi người. Rồi nếu mà các bạn có nhu cầu gì liên quan tới phụ tùng xe cấp, các bạn có thể alo cho mình. Mình là Ken Ken, mình chuyên sơn sửa tân trang các loại xe cấp và Charlie ha. Mình chỉ chuyên các dòng xe cấp và Charlie, và cũng chuyên bán phụ tùng xe cấp và Charlie các loại, các đời xe cấp. Nếu các bạn có nhu cầu mua phụ tùng xe cấp, có thể liên hệ với mình. Có nhu cầu sửa lại chiếc xe cấp của mình hoặc là dọn lại theo một cái phong cách mới cũng có thể liên hệ với mình. Rồi, tất cả mọi nhu cầu liên quan tới xe cấp thì cho lấy, các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0982116306, hoặc có thể qua địa chỉ 5-6 đường số 10, khu phố 2, Bình Chánh, Thủ Đức. Và đầu đường của cái con hẻm đường số 10 nó là 208 quốc lộ 13 Bình Triệu, nó ngay sau lưng siêu thị Cốt Mắc Bình Triệu. Hoặc các bạn có thể lên Google search siêu thị Cốt Mắc Bình Triệu, và các bạn qua đó alo cho mình dẫn bạn vô. Và lưu ý là trước khi các bạn qua, các bạn nên gọi trước cho mình, tại vì mình hay đi ra ngoài giao đồ, giao xe, rồi đi lấy xe các bạn, rất nhiều thứ. Thì bạn nào trước khi qua gặp mình trao đổi sửa xe hay là tăng trang xe hay mua xe hay mua phụ tùng thì các bạn nên gọi trước cho mình nha, 0982116306. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra giữa hai cái chụp bằng lái của 8150 hay là 8150 nha. Đối với dòng 70 thì nó, đây mình lấy cái dòng 70. Rồi đối với cái chụp đèn lái của 8170 hoặc là 8670, 8150 và 8650 nó dùng chung cái chụp này. Còn dòng 70 với 90 nó dùng cái chụp dài như thế này, hai cái chụp khác nhau và phân biệt ha. Đây là 70 và 90, còn đây là 50. Rồi trong khuôn khổ hôm nay chúng ta chỉ giới thiệu về cái phần chụp 81 và 8650 ha. Rồi thì đây là hai cái chụp, một cái zin và một cái lô mới đẹp, còn trong bọc cái zin cũng mới đẹp, không có bọc nhưng mà cũng rất đẹp. Thì đây là hàng bên mình bán, bên mình chỉ bán hàng đẹp như thế này thôi. Giờ mình sẽ bóc cái này ra nha. Quá là đẹp. Nếu mà nhìn bên ngoài so sánh giữa hai cái zin và cái lô thì đối với cảm nhận của mình thì cái lô này nó rất là mỏng và cái nhựa của nó trong suốt, còn cái này thì nó đặc, tinh xảo, rất là đặc ha. Cái nhựa của nó đặc, sản xuất thì nhìn rất là tinh xảo, còn đây hàng lô thì rất là mỏng, nhựa xấu, nó không có bằng. Ở trong cái cấu nó y như trong cái bằng. Hai cái dòng ở phía trên đây của thằng lô
lo là nó in bị lệch, nó không có chính. Còn cái dòng của hàng zin thì nó chính. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân biệt được zin với hàng lo. À, thứ nhất là chúng ta đối với hàng zin chúng ta sẽ thấy có chữ là Mandarin in Japan ha, chữ Japan G A B F A N Japan nhé. Nhìn kỹ coi rõ lắm. Rồi các bạn thấy rõ ràng hôm nay có chữ Japan ở đây ha, ở trên đây nó cũng có chữ Japan phía dưới. Rồi. Rồi còn đối với hàng lô thì nó có chữ Honda ấy chưa. Rồi luxury quê kỳ đó ha, có chữ quê kỳ. Rồi thì đây là cái chụp lái của 81, 86, 50. Các bạn lưu ý khi mua hàng các bạn nhớ phân biệt được cái nào zin cái nào lô nha, để tránh trường hợp chúng ta mua nhầm thì mất tật mang. Đối với cái hàng lô thì nó chỉ có mấy chục ngàn thôi, còn hàng zin thì nó mấy trăm ngàn. Thì chúng ta lưu ý kỹ, khi chúng ta bỏ ra một số tiền thì chúng ta sẽ kiểm tra xem nào zin cái nào lô. Mà tốt nhất thì chúng ta nên hỏi người bán, là tức là chúng ta tìm hiểu về người bán rồi nói người bán giúp cho mình phân biệt được zin sao lô sao. Các bạn không nên mua ở ngoài đường nhé. Nếu mà các bạn mua ở ngoài đường có khi người ta bán cho bạn hàng đẻo, nếu các bạn không biết phân biệt thì các bạn lại tốn tiền mà mua đúng rồi dởm. Còn đối với hàng zin, còn đối với hàng zin thì các bạn mua đúng nơi, cái người nào chuyên bán đồ zin đó, hoặc là những cửa hàng uy tín thì các bạn tới mua nó sẽ chắc chắn cho các bạn. Rồi hôm nay như vậy chúng ta đã tìm hiểu được cái chụp 81 và 86, 50. Giờ đây là zin, giờ đây là lô. Mình là Ken Ken, mình chuyên sơn sửa tân trang các loại xe cấp và Charlie ha. Mình chỉ chuyên các dòng xe cấp và Charlie, và cũng chuyên bán phụ tùng xe cấp và Charlie các loại, các đời xe cấp. Nếu các bạn có nhu cầu mua phụ tùng xe cấp có thể liên hệ với mình. Có nhu cầu sửa lại chiếc xe cấp của mình hoặc là dọn lại theo một cái phong cách mới cũng có thể liên hệ với mình. Rồi tất cả mọi nhu cầu liên quan tới xe cấp thì Charlie, các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0982116306, hoặc có thể qua địa chỉ 5-6 đường số 10 khu phố 2 Hiệp Bình Chánh Thủ Đức. Và đầu đường của cái con hẻm đường số 10 nó là 208 quốc lộ 13 Bình Triệu, nó ngay sau lưng siêu thị Cốt Mắc Bình Triệu. Hoặc các bạn có thể lên Google search siêu thị Cốt Mắc Bình Triệu, bạn qua đó alo cho mình dẫn bạn vô. Và lưu ý là trước khi các bạn qua, các bạn nên gọi trước cho mình, tại vì mình hay đi ra ngoài giao đồ, giao xe, rồi đi lấy xe chẳng hạn, rất nhiều thứ. Thì bạn nào trước khi qua gặp mình trao đổi sửa xe hay là tăng trang xe hay mua xe hay mua phụ tùng thì các bạn nên gọi trước cho mình nha, 0982116306. Xin cảm ơn tất cả các bạn.